Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Đây chính là bộ PC mới của mình. Thực ra là build lại dựa trên những cái linh kiện cũ thôi, chỉ 00K rồi mainboard rồi RTX 2080 thì nó cũng không có điều gì lạ lẫm cho lắm cả. Tuy nhiên có một thứ mà mình đã cực kỳ đầu tư khi build bộ PC mới này, đó là SSD. Đó. Trong cái bộ PC này thì mình đang lắp con Kingston KC2500 dung lượng là 1TB và hiện tại nó đang có cái mức giá thị trường Việt Nam vào khoảng tầm 5,5 triệu đồng. Thì tại sao mình lại đầu tư một con SSD xịn như thế? Thì hãy tìm hiểu kỹ hơn trong cái video ngày hôm nay nhé. Bởi vì thực sự đối với những người mà mình dùng cái từ đấy là quý cái dữ liệu còn hơn cả bộ PC này thì nó là một trong những thứ mà mình phải quan tâm hàng đầu. Đó là giải pháp để lưu trữ và giải pháp để sử dụng. Vậy thì vì sao nên tốn nhiều tiền cho SSD xịn thì bắt đầu kỹ hơn nhá. Rồi, vậy thì hãy bắt đầu với những lý do vì sao mình lại đầu tư cho một mẫu SSD xịn như thế. Thứ nhất, đó là sự tương thích của nó thì ok. Như mình đang lắp ở đây là một hệ thống của Intel. Tuy nhiên với con SSD KC2500 này thì các bạn có thể lắp trên cả những hệ thống của AMD. Nó vẫn có thể phát huy được tất cả những sức mạnh và giúp cho các bạn có một cái hiệu quả làm việc cực kỳ ấn tượng. Đấy là lý do đầu tiên nha. Lý do thứ hai, chắc chắn nó sẽ là tốc độ rồi. Như mình chấm ở đây với Crystal Dixmark thì nó đạt vào khoảng tầm 3269m tốc độ đọc và 2756m tốc độ ghi. Cái thông số quan trọng hơn là random 4K đọc và ghi á, thì nó đạt tới mức 658m và 532m. Đây là một cái thông số cực kỳ quan trọng để giúp các bạn có thể truy xuất dữ liệu một cách nhanh hơn. Và nó thực sự rất quan trọng đối với những người làm video như mình. Các bạn cứ hiểu đơn giản nhé. Một cái project mà mình dựng ở studio thì đôi khi nó chỉ loanh quanh đâu đó tầm 2-30GB, nhưng cũng có những cái nó lên tới tầm 50-60GB, thậm chí 70GB. 70GB trên SSD mà lúc này SSD có tốc độ càng cao thì nó load lại project một cách càng nhanh. Kể từ đó mình có thể quay trở lại công việc một cách nhanh hơn. Cũng như có những cái file mà quay một xuộc thôi, vài chục phút, có khi đến tầm vài chục GB rồi. Thì khi mà có một cái mẫu SSD xịn như thế với tốc độ cao như thế thì nó cũng sẽ giúp mình có thể load file vào Premiere một cách nhanh hơn và hoạt động nó cũng mượt mà và trơn tru hơn. Đấy thực sự là những cái hiệu quả mà tốc độ cao trên mẫu SSD này mang lại. Và đấy rõ ràng cũng là một thứ khiến cho mình cảm thấy thực sự hài lòng với số tiền bỏ ra cho mẫu KC2500 này. Đó. Và cái lý do quan trọng nhất, đây mới là cái lý do khiến cho mình phải bỏ rất nhiều tiền này. Đó chính là sự yên tâm của mình với những dữ liệu được lưu trên cái SSD này. Các bạn hiểu là mình làm việc với video, mình làm video review, mình kiếm tiền từ nó. Thế nên nó thực sự quan trọng, đôi khi mình quý dữ liệu trên cái SSD này còn hơn cả bộ máy tính này cơ. Tại vì bộ máy tính này mình có thể mua một bộ khác thay thế, nhưng dữ liệu trên cái SSD đó thì đôi khi mình không thể nào quay lại được. Các bạn hiểu vấn đề ở đây rồi đúng không? Thế thì nói về độ bền, đầu tiên mình cứ phải nói luôn là Kingston ở Việt Nam được bảo hành 5 năm và mẫu KC2500 này khiến cho mình yên tâm vào cái điều đó. Thứ hai, đó là cái thông số terabyte Ryzen nó cực kỳ cao. Ở phiên bản 1TB này thì nó sẽ có cái thông số là 600TB Ryzen. Nó cao hơn phần lớn so với rất nhiều những mẫu SSD trong phân khúc mức giá này các bạn có thể tìm thấy tại Việt Nam. Và với kiểu 600TB Ryzen thì trời ơi, bao nhiêu ta? 600.000GB. Lâu đấy, cũng căng thẳng đấy. Thế nên mình có thể sử dụng cái mẫu SSD này với một khoảng thời gian lâu hơn, dài hơn mà mình vẫn có thể yên tâm với những cái dữ liệu được lưu trên đó. Và cũng có một cái thông số khác cực kỳ quan trọng, đó là số giờ hoạt động. Thì mẫu SSD này có thể hoạt động ổn định vào khoảng tầm 2 triệu giờ. 2 triệu giờ đấy các bạn ạ. Mình cứ thử tính, ví dụ như 20 tiếng mình mở một ngày thì 2 triệu giờ nó là bao nhiêu ngày ta? Các bạn tự tính hộ mình nhé. Tức là mình có thể yên tâm sử dụng cái mẫu SSD này trong một khoảng thời gian rất lâu. Thế nhưng mà thực sự đó chỉ là cái thông số lý thuyết thôi. Tại vì có nhiều mẫu SSD xịn sò Kingston ấy, thì cho dù các bạn đã mở máy quá cái thời gian này rồi, nó vẫn có thể hoạt động một cách rất trơn tru và dữ liệu lưu trên đó vẫn cực kỳ an toàn. Thì đấy mới chính là thứ khiến cho mình thực sự là cảm thấy yên tâm khi sử dụng những mẫu SSD xịn giống như là Kingston KC2500 như thế này. Thế thì các bạn nghĩ sao? Rõ ràng lúc này với SSD nó là một công cụ lưu trữ dữ liệu và cái dữ liệu đó nó quan trọng đối với bạn như thế nào thì nó cũng sẽ tỷ lệ thuận với số tiền mà các bạn nên bỏ thêm ra cho mẫu SSD. Nhưng mình là mình quá quan trọng luôn nên mình không tiếc một tí tiền nào cho mẫu SSD xịn này. Còn đối với bạn thì sao?
thử comment chia sẻ ý kiến ở phía bên dưới nhé. Ngoài ra một vài những thông tin thêm ở mẫu SSD này thì các bạn cũng cần phải lưu ý, ví dụ như nó sử dụng đấy là form M2 2280, thế nên có thể lắp cực kỳ dễ dàng trên hầu như là tất cả những cái bo mạch chủ thời điểm hiện tại, tại vì hầu như bo mạch nào cũng đều hỗ trợ cái form SSD này hết rồi, các bạn không phải lo. Ví dụ như cái mainboard của mình đang sử dụng ở đây đấy là Asus ROG Phantom Gaming X rất xịn sò với 3 khe luôn, nên mình có thể sử dụng một cách cực kỳ thoải mái. Và như mình đã nói ở đoạn đầu video rồi đấy, tương thích cực kỳ tốt cho cả nền tảng của Intel lẫn AMD. Thậm chí các bạn có thể raid nhiều ổ lại, chúng ta có một tốc độ còn cao hơn nữa cơ. Cái đó thì mình sẽ thử sau, tại vì bây giờ mua một ổ là cũng hết tiền rồi các bạn ạ. Tiếp theo nó sẽ sử dụng cái giao tiếp đấy là NVMe PCIe Gen 3. Nó sử dụng 4 lane, thế nên tốc độ của nó khá là cao như mình vừa nãy show ấy, hơn 3000 tốc độ đọc. Anh em khỏi phải suy nghĩ về vấn đề này nhé. Và cũng như đây là một mẫu SSD thực sự quá phù hợp với những người làm editor như mình hoặc các bạn game thủ. Game thủ bởi vì sao? Bởi vì bây giờ một vài những cái tựa game á, các bạn không hiểu đâu, có những game tầm 100GB. Ôi 100GB một tựa game đấy. Thế nên là SSD có tốc độ càng cao, load càng nhanh, vào game càng nhanh, chơi càng sướng. Đó, ok đúng không? Thì đây là video mình đã chia sẻ đến cho các bạn những cái góc nhìn của mình về một mẫu SSD xịn. Và mình cũng chia sẻ luôn lý do vì sao mình lại lựa chọn con Kingston KC2500 này. Và các bạn nghĩ sao về một mẫu SSD xịn? Và đối với nhu cầu của bạn, liệu các bạn có thực sự quan tâm đến một mẫu SSD xịn như thế hay là không? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Và đừng quên, với Kingston thì chúng ta còn có rất nhiều những sản phẩm khác ở những line-up thấp hơn. Ví dụ như Kingston dòng A sử dụng giao thức SATA hay là KC này. Để tiết kiệm chi phí hơn, nếu như các bạn không thực sự có nhu cầu quá cao với một mẫu SSD xịn sò giống như là mình. Thì đương nhiên với những mẫu SSD kia thì nó vẫn sẽ có những cái thông số cực kỳ tốt. Ví dụ như tốc độ, độ bền và bảo hành. Chỉ có điều là nó không cao cấp như con KC2500 này mà thôi, không có hiệu suất cao như con KC2500 này mà thôi. Tham khảo thêm nhé. Ok, mong rằng các bạn sẽ tìm được một mẫu SSD phù hợp sau khi xem xong cái video này. Và một lần nữa mình xin nhắc lại nhé, nếu như bạn thực sự quan tâm về dữ liệu thì đừng tiếc tiền cho SSD xịn. Vậy thôi, video của mình xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.